Hội nông dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh cho hội viên hội nông dân 8 quận huyện cấp cơ sở và lãnh đạo hội nông dân huyện Thới Lai, Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh. Thực hiện nghị quyết 46 của Bộ Chính trị Kế hoạch 275 của Thành ủy Cần Thơ về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Và kết quả số 93 của Ủy ban Nhân dân thành phố về thực hiện đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh dùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Hội đồng chính thành phố phối hợp với chi cục bảo vệ thực vật thành phố triển khai việc áp dụng các quy trình xử lý và tái chế phụ phẩm, xây dựng thương hiệu gạo phát thải thấp, áp dụng quy trình canh tác giảm phát thải sẽ góp phần nâng cao thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội cho hộ trồng lúa, nâng cao vị thế của người nông dân, chất lượng và uy tín của ngành hàng lúa gạo Việt Nam trên thị trường thế giới. Hội lưu ý các cấp hội cần hiểu rõ phương châm thực hiện của đề án là hết lòng tuân thủ linh hoạt hợp tác và kiểm soát trọng tâm của hội thảo là chia sẻ trao đổi các vấn đề như giảm chi phí sản xuất tăng chất lượng lợi nhuận cho nông hộ có quy mô nhỏ và bảo vệ môi trường